Xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành nha. Và mình xin cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian để xem những cái video của mình. Nếu thấy thích á, thì like cho mình một cái. Và đừng quên cái subscribe cái channel của mình để ủng hộ và làm động lực cho mình ra những cái video tiếp theo. Thì gần đây thì thời gian của mình nó rất là eo hẹp, cho nên mình sẽ tranh thủ ra những cái video nếu mà mình có thời gian nha. Và xin mọi người thông cảm. Và nếu thấy thích cái video của mình ấy, thì hãy like nha. Ok. Và cái chủ đề hôm nay của mình muốn nói là mục tiêu. Sống là phải có mục tiêu để mình phấn đấu. Và mình biết mọi người trong chúng ta ai cũng có những cái mục tiêu khác nhau, ngắn hạn hoặc là dài hạn. Mục tiêu của mọi người có thể khác nhau và tùy vào giai đoạn mà chúng ta nó có những cái mục tiêu khác nhau. Còn riêng tôi á, còn riêng mình á, mục tiêu trước mắt của mình á là mình phải có một cái sức khỏe, đơn giản vậy thôi. Cho nên mọi người thấy mình chạy thì hụt nãy giờ không? Hàng ngày thì mình chạy trên cái máy tập chạy nè, khoảng 10 phút, chạy liên tục không nghỉ nha. Mục đích của mình là mình luyện tập cái hơi thở cho nó đều. Và mình chạy tốc độ trung bình là 5.6 mai trên giờ, chạy khoảng 10 phút. Thì trung bình mình có thể chạy khoảng được 15-20 phút. Thì bữa trước mình cũng có chạy được 20 phút, nhưng mà mình không có cố gắng để mình làm cái này, thì để dành sức mình tập cái khác. Nếu mà mọi người sinh sống và học tập trên nước Mỹ này á, thì thấy cái sức khỏe rất là quý giá. Tiền thì ai cũng muốn, nhưng mà chưa chắc có tiền để mình mua được sức khỏe, cho nên cố gắng luyện tập. Và mình luyện tập để làm cái gì? Mình có sức khỏe, để mình có sức khỏe rồi mình sẽ thực hiện những cái mục tiêu khác trong tương lai và dài hạn. Đó là cái mục tiêu trước mắt của mình. Sẵn đây thì nói về bệnh tật ở Mỹ. Mỗi lần mà quý vị đi hẹn bác sĩ á, nó không như ở Việt Nam mà ngồi chờ đâu, mà mình phải đi lấy hẹn nè. Bệnh thông thường mà gặp mấy bác sĩ mà giỏi á, mình chờ gần, thật sự là chờ mấy tuần mới gặp được ổng á. Cho nên mình cũng cố gắng là không bị bệnh. Nói nghe mắc cười nhưng mà thật sự là vậy đó mọi người. Đó là chưa kể những người mà chưa có bảo hiểm á, đi vào khám bác sĩ gia đình thôi á, là sơ sơ cũng mất 100 đồng tiền khám thôi, chưa làm gì hết đó nha. Vô mà ông phán câu tôi chữa không được, chuyển bác sĩ khác lại tốn tiền. Đối với những người mà mới tập thể dục á, tập gym á, thì rất là khó khăn. Lúc mà mình mới qua và sinh sống ở nước Mỹ này, mình cũng nhớ mà khoảng 140 pound. Bây giờ thì khoảng 146 pound thì cũng lên được mấy pound á, gần mấy ký á. Mình cũng luyện tập ghê gớm lắm á, nhưng làm 9 giờ tối ra thì về tập đơn giản thôi, về hít đất à. Tập hít đất một thời gian á, thì mình cảm thấy cơ thể mình nó khác biệt hoàn toàn. Người nó khỏe ra nè, tay chân nó cũng nở nang ra nè, nhìn có body hơn. Cơ ngực là mình cũng có phát triển. Tập hít đất mình
vừa tập được cơ ngực nè, tập cơ vai nè, rồi cơ bụng nè, cơ lưng nữa nè. Đơn giản vậy thôi, quan trọng là cái hơi thở của mình khi mình tập thể dục á, mình hít đất á, nó phải đều đặn. Và cái mục đích của mình luyện tập gym này á, tập thể dục này á, ngồi có những sức khỏe ra, ngồi có sức khỏe ra thì mục đích của mình khi mình luyện tập cái này á, thì là mình muốn mình có một cái cơ thể săn chắc, không có cục nịch, người thì bớt mỡ lại. Và cuối cùng cái mục đích cuối cùng của mình á, là phải làm sao để có được cơ bụng. Tại vì cái cơ bụng á, rất rất chi là khó hình thành. Tại vì mỡ ở cơ bụng á, dễ hình thành lắm. Như mọi người biết thì ở Mỹ mà thời gian ngồi á, nhiều lắm. Ngồi lái xe nè, rồi ngồi học tập nè. Mà phần lớn ở đời người ở Mỹ này á, phần lớn là ngồi trên xe hơi không mà thành thử. Cái mỡ bụng á, nó dễ rất rất dễ hình thành. Trong lúc tập luyện của mình á, thì mình nhớ cái động tác nào thì mình tập thôi. Mình thường thường á, thì mình vào mình chạy khoảng 10 cho đến 15 phút. Rồi sau đó thì mình tập cái cơ tay. Xong rồi á, thì mình tập cơ bụng. Mình hít đất, mình tập cơ bụng này, cơ ngực nữa nè. Rồi đủ thứ cơ trên lúc mình tập động tác hít đất. Rồi mình tập những động tác về cơ tay riêng biệt thôi. Rồi có mấy mình tập cơ ngực nữa, cho nên mình cũng tranh thủ mình tập luôn lần. Cái video của này, video này thì mình muốn nói lên cái tầm quan trọng của cái mục đích của mình, cái mục tiêu của mình đề ra và phấn đấu. Thứ hai là sức khỏe của con người trên đất nước Mỹ này là thứ quý giá nhất, cho nên mọi người hãy cố gắng tập luyện thể dục nếu có thể và duy trì thường xuyên. Khi đó bạn có sức khỏe rồi thì bạn sẽ thực hiện những cái mục tiêu trước mắt và tương lai, đơn giản vậy thôi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Mục đích của mình hôm nay chỉ muốn nói như thế thôi, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Không biết lúc nào mình ra nữa, tại thời gian này mình còn đi học, giờ bắt đầu mình đi học rồi, thời gian mình nó không còn rảnh rỗi như trước nữa, thì mình sẽ cố gắng có những cái video nào hữu ích muốn chia sẻ, hay là mình muốn chia sẻ về ý kiến cá nhân và cuộc sống Mỹ ở tiểu bang Arizona, thì mình sẽ làm những video chia sẻ thêm cho mọi người nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.